rất là vui. Lâu lắm rồi mình chưa lên gặp các bạn đúng không? Hôm nay mình rất là vui chào các bạn ở trên cái chương trình BTV. Và hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cô gái rất là xinh đẹp đúng không? Cô đến từ tỉnh An Giang ở miền Tây, ở một cái khu rất là xa các bạn, ở huyện Tri Tôn là. Và bạn là người dân tộc Khmer. Nhìn rất là xinh đẹp đúng không? Và hiện tại thì bạn đang ở tại cái văn phòng của BTV tại thành phố Hồ Chí Minh. Chút xíu nữa thôi là bạn sẽ nghe những cái câu chuyện rất là tuyệt vời về bạn Thi Đa. Em có thể giới thiệu cho mọi người biết là em họ tên là gì và hiện tại em làm cái công việc gì không ạ? Dạ, em tên là Châu Thi Đa. Hiện tại em đang khởi nghiệp và làm kinh doanh về đường thốt nốt, đặc biệt là nước thốt nốt và hộp thốt nốt. Hôm nay em có đem sản phẩm lên để cho các bạn nhìn và biết. Và hiện tại là em là chủ cơ sở sản xuất đường thốt nốt tại ấp Tô Lợi, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Số điện thoại là 0866 686 252. Vậy là vừa rồi là các bạn biết là bạn Thi Đa đã giới thiệu về sơ về bạn. Vậy thì em cho mọi người biết là cái câu chuyện nào, lý do nào em ra em chọn kinh doanh cái sản phẩm đường thốt nốt, những cái nước về thốt nốt, những cái hạt về thốt nốt. Lý do nào em có thể kể cho mọi người biết ạ? Dạ, lý do là em đang sống tại cái nơi mà là gọi đó là đặc sản về thốt nốt. Và em cũng từ đó, từ lúc còn nhỏ đến nay em chưa có phát hiện mình là phải kinh doanh cái gì. Cho nên khi mà em cũng đang tìm hiểu và phát hiện được cái clip của thầy nói về kinh doanh, và em tìm hiểu và đến đây học. Trong một tháng đầu tiên em nghe, nhưng mà em chưa có thôi thúc để mà em đến gặp thầy. Và có một ngày nào đó em cảm thấy là bản thân mình phải tìm ra cái địa chỉ, phải tìm ra cái số điện thoại và phải đến đây học và nghe một lần để mình trải nghiệm. Và đúng như những gì em khao khát là em muốn được kinh doanh, thì đến đây em gặp được thầy. Và trong một tháng đầu tiên em không thể nào sắp xếp được. Và cái ngày tháng đầu tiên tiếp theo là em phải nhờ mẹ em ở dưới quê cùng em lên đây, và chỉ sắp xếp được một ngày chủ nhật. Và ngày chủ nhật đó em về bắt đầu em làm đặc sản thốt nốt. Và đó là cái sản phẩm em gửi lên cho ta ngày hôm nay. Em nói cái lý do tại sao là em phải bắt buộc em phải chọn thốt nốt, mà dưới đó nó có nhiều cái sản phẩm và đặc sản khác nữa mà, thì tại sao em quyết định em đi phát triển cái sản phẩm thốt nốt này? Nó có lý do gì, có thể là cho bà con làng xóm của em, cho quê hương của em, hay là cho cái sự yêu quý, hoặc là do cái tầm nhìn của em nó là cái gì? Dạ thưa thầy, đó chính là cái sự cực khổ, cái sự gian khổ và cái sự rủi ro cao của người Khmer của chúng em. Người Khmer của chúng em khi mà để thu hoạch được nước thốt nốt và hột thốt nốt là phải trèo lên cái cây trên 30 mét, và cái cây đó là không có dây an toàn. Chính bản thân họ tự leo lên và tự hái thu hoạch đem xuống, và cái nước và cái hột này họ phải đem chở tới những cái gian hàng hoặc là những cái quán để mà bán, và đổi lấy một trái từ 1.600 tới 3.500. Thì tức là cái thu nhập nó thấp quá. Quá thấp. Cho nên em mong muốn đến đây để học kinh doanh, để biết và cố gắng làm sao giúp được những người mà Khmer của chúng em không những thu nhập một tháng bình quân là 900 tới 1.500.000, mà là phải 9 triệu tới 15 triệu một tháng. Rất là tuyệt vời. Vậy thì từ lúc mà em chọn em đi làm cái thốt nốt này thì nó có những cái khó khăn gì? Từ lúc em chọn ra em khởi nghiệp nó có những khó khăn gì? Rất là gian nan thầy. Tại vì đặc điểm của nước thốt nốt, và sau 24 giờ tự động nước thốt nốt sẽ bị lên men và không thể bảo quản được. Và em phải làm rất là nhiều cách mới bảo quản được tới ngày hôm nay. Bỏ vô tủ lạnh nó có được không? Bỏ vô ngăn mát được bảo quản, nhưng mà phải đủ độ lạnh mới bảo quản được lâu. Và cái hộp thốt nốt khi mà
em khi mà mình mua ở tại An Giang và mình đem về Sài Gòn thì qua ngày hôm sau thốt nốt nó sẽ bị chua, hư. Và em bảo quản bằng cách gọt thốt nốt, lấy hột, gọt ra và rửa sạch, rửa muối để cho nó có cái vệ sinh. Và sau đó em nấu đường phèn một ít để vô để bảo quản giữ được cái màu trong và đẹp như thế này. Ok. Vậy thì từ lúc em khởi nghiệp ra tới giờ thì gia đình có ủng hộ không, hoặc là bà con ủng hộ không, hoặc là nhà nước, chính quyền có ủng hộ em không? Dạ thưa thầy, em trình bày với mẹ thì mẹ và ba ủng hộ, và những cái sản phẩm này là chính tay ba mẹ em làm và gọt ra, còn em thì em sẽ sắt và tẩm cái đường để bảo quản. Và ông xã thì ủng hộ cho nên em được học tới ngày hôm nay. Còn về chính quyền địa phương thì rất là ủng hộ em đi tới tận nhà của các người dân mà thu hoạch thốt nốt. Em đi tới chính quyền địa phương thì họ ủng hộ và họ khuyến khích em nên làm. Ok, vậy thì hiện tại em đã có website rồi gì chưa? Dạ, em đã đăng ký và đang tạo cái website cho mình. Đó có là website chuyên gia về nước thốt nốt thiên nhiên .com. Rất là tuyệt vời, nước thốt nốt thiên nhiên .com. Vậy thì cái động lực nào, cái động lực nào, cái nguồn đam mê nào, cái nguồn năng lượng nào mà bạn đi từ dưới An Giang, nó không phải là điểm đầu của An Giang mà gọi là điểm cuối của An Giang rồi. Cứ mỗi cuối tuần là bạn lại chạy về Bitcoin, chạy về Thành phố Hồ Chí Minh, bạn học, rồi sau đó bạn lại chạy về dưới. Đó là sự khó khăn nó rất là nhiều, cái sự cản trở nhiều. Thì cái động lực nào để bạn làm cái việc đó? Dạ, cái động lực là em không có biết kinh doanh, em muốn học kinh doanh để biết kinh doanh như thế nào. Và bản thân em đã hiểu kinh doanh là gì. Và những cái sản phẩm em tạo ra chính là nhờ Bitcoin. Và em biết thế nào là nhãn hiệu, thế nào là thương hiệu. Rất là tuyệt vời. Vậy thì bây giờ mà mọi người á, khắp mọi miền đất nước á, họ muốn học hỏi kinh nghiệm từ em, họ muốn mua sản phẩm của em, hoặc là có người họ muốn làm đại lý cho em. Dạ. Thì họ phải làm như thế nào để họ được làm cái việc đó? Thì các bạn cứ liên hệ với số điện thoại đó là 0866 686 252 và liên hệ trực tiếp với mình sẽ hướng dẫn và chỉ rất là tâm huyết. Vậy là vừa rồi các bạn có vài phút giao lưu với bạn Thi Đa. Bạn rất là tâm huyết với sản phẩm thốt nốt, và bạn là người Khmer chính tiếng địa phương, chính tay cái sản phẩm này nó khác biệt hơn những cái sản phẩm khác là nó vùng đất của cái người Khmer đó họ trồng, và chính cái sản phẩm của người Khmer tạo ra, nên chắc chắn là họ có những cái bí quyết nó rất là khác biệt. Mình đã từng trải nghiệm và ăn cái sản phẩm này rồi. Thì các bạn mà muốn trải nghiệm sâu hơn, các bạn có thể muốn làm đối tác, các bạn có thể là muốn nhập cái sản phẩm này về bán, thì các bạn sẽ liên hệ với cái trang web của bạn Thi Đa, liên hệ số điện thoại của bạn Thi Đa. Mình sẽ có những câu chuyện về sau này của bạn Thi Đa nhiều hơn nữa. Và chào các bạn, hẹn lại gặp lại các bạn ở những cái video clip tiếp theo.